Và bây giờ chủ đề của ngày hôm nay đó thì Nguyên sẽ nói về tình hình Trung Quốc và Hoa Kỳ. Trung Quốc của Hoa Kỳ đó là một cái tình hình mà chúng ta biết nó gay cấn, thế giới đang hỗn loạn. Thế giới bên nay nó không có an bình. Hiện bây giờ chúng ta đang ở trong một cái giai đoạn nó có thể bùng phát chiến tranh lớn bất cứ lúc nào. Và chúng ta đã thấy được cái tiềm năng nguy hiểm ở tại Ukraine, tiềm năng nguy hiểm ở tại Trung Đông. Đặc biệt là gần đây nhất thì Kim Jong-un đã gửi phái đoàn đến Iran. Và chúng ta đã thấy được ngay lập tức là cái giọng điệu của Iran rất là diều hâu, đòi xóa sổ Do Thái, thí dụ là như vậy. Và gần đây nhất thì chúng ta còn biết được là Iran sắp sửa có vũ khí hạt nhân. Qua giám đốc tình báo của an ninh hạt nhân cả toàn cầu. Ngoài cái vấn đề đó thì chúng ta ở tại Á Châu chúng ta thì chúng ta có cái xung đột ở vấn đề chủ quyền biển cả. Đặc biệt là chúng ta có ông Kim Jong-un đầu óc không được bình thường cho lắm, có thể xảy ra chiến tranh bất cứ lúc nào. Nên là nói chung là nó có nhiều cái câu chuyện mà thế giới đang căng thẳng. Thì Mỹ đang cần Trung Quốc để giải quyết. Tại sao Mỹ phải cần Trung Quốc? Vì chúng ta đều biết là Trung Quốc hiện bây giờ đứng một cái vai trò thứ hai trên cả toàn cầu, nhất là Mỹ, hai là Trung. Và muốn giải quyết tất cả cái mấu chốt căng thẳng trên thế giới, nó phải cần sự quyết định giữa hai quốc gia này. Vì chúng ta đều biết Nga không thể tiếp tục cuộc chiến nếu không có Trung Quốc yểm trợ. Trung Đông không thể xảy ra sóng gió nếu Trung Quốc không muốn. Và Kim Jong Un muốn đánh Nam Hàn cũng phải nhờ sự giúp đỡ của Trung Quốc. Nói chung, Trung Quốc là cái mấu chốt để giải quyết tất cả mối căng thẳng trên thế giới. Vì Trung Quốc là kẻ thủ phạm đứng đằng sau lưng, người buộc dây phải gỡ từ đó. Nên nói thực tế đây là lần thứ hai ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Mỹ đến Trung Quốc. Ông ta đến, thực tế ông ta không muốn đến đâu các quý vị, nhục lắm. Vì để một cái quốc gia cường mạnh thứ nhất phải đích thân đến gặp cái thằng thứ hai, nó là nhục chứ đâu phải là cái gì vinh quang đâu. Đúng ra mày phải đi gặp tao đó đúng, nhưng mà tao phải đi gặp mày. Ông nhục lắm. Nhưng là bởi vì cái tình trạng của thế giới ngày hôm nay nó quá nhiều biến động, mà nếu không có được sự yểm trợ của Trung Quốc sẽ khó giải quyết mọi vấn đề. Và muốn làm sao Trung Quốc để thỏa thuận thì phải đem ra sự trao đổi. Không có cái gì bằng quyền lợi hết. Trong Nguyên nói thế giới chính trị nó không có thù hận. Chúng ta nhìn vào lịch sử, Đức có phải chăng là gây hai cuộc chiến tranh thế giới không? Biết bao nhiêu triệu người đã tử vong. Và bây giờ tại châu Âu, người ta có kỳ thị Đức không? Không. Chỉ có quyền lợi thôi. Chỉ có quyền lợi. Con người chúng ta mau quên lắm. Chỉ có Trung Quốc là thù dai thôi. Chứ thế giới thì người ta mau quên lắm. Những cái thảm họa của thế giới, những sai lầm của thế giới, người ta đã bỏ qua. Người ta chỉ biết quyền lợi trước mắt. Nên là Mỹ cũng muốn dùng quyền lợi để thuyết phục Trung Quốc bằng cách ngoại giao, để làm sao dàn xếp vấn đề của Ukraine, dàn xếp vấn đề của Trung Đông và dàn xếp vấn đề của Á Châu. Đầu tiên nhất thì Trung Nguyên nói ông Vương Nghị xuống ở tại Thượng Hải đó, nó rất là mất mặt. Xin lỗi ông Vương Nghị, xin lỗi nha, ông Blinken. Nguyên đã coi cái chuyến mà đáp xuống của ông, có thể nói là cái sự đón tiếp nó không được một bằng lẽ mà đón tiếp nghe hết. Gần đây Nguyên cập nhật cho các quý vị là ông Tập Cận Bình đã đón tiếp một cái người phụ nữ 70 tuổi, 70 mấy tuổi, được cái huy chương anh hùng cao nhất của Trung Quốc với một cái vai trò là đối tác, đã đem lại cái bang giao giữa Nga và Trung Quốc. Bà ta được đón tiếp giống như một vị tổng thống, được trải thảm đỏ từ sân bay, lực lượng an ninh hai bên chào cờ ở tại sân bay, chạy xe limousine thảm đỏ tới ngay chân dinh của ông Tập Cận Bình. Hai bên con nít rồi chào cờ rất là oai hùng. Như Blinken thì cái sự tiếp đón ở tại Thượng Hải nó rất là sơ sài. Nhưng đối với ông Blinken cái chuyện đó nó không quan trọng. Cái quan trọng là cái vai trò của ông đến với Trung Quốc nó như thế nào. Trước khi ông đến Trung Quốc thì giữa Trung Quốc và Mỹ đã xảy ra rất là nhiều sự xích mích. Thứ nhất là vấn đề TikTok. Các quý vị cũng biết là Mỹ đang cấm TikTok đúng không? Mỹ trong cái đạo luật gói trợ cấp, nó cũng có cái gói trợ cấp cấm TikTok và ép Trung Quốc phải bán TikTok cho Mỹ. Nếu không, TikTok sẽ không được hoạt động tại Hoa Kỳ. Cái vấn đề TikTok không, nó là một vấn đề. Vấn đề thứ hai cũng đang rất là quan trọng trong thời gian gần đây, đó là vấn đề tình báo.
Mới đây thì người ta đã bắt tình báo của Trung Quốc ở tại nhiều nơi, ở tại Thụy Sĩ, ở tại Đức, ở tại Ý, ở tại Tây Ban Nha, ở tại Pháp, vân vân, bắt hàng loạt tình báo, một danh sách rất là dài tình báo của Trung Quốc, liên quan đến tình báo của Trung Quốc. Vấn đề thứ ba, đó là vấn đề Trung Quốc can thiệp và yểm trợ cho Nga. Trung Quốc can thiệp và yểm trợ cho Nga. Mà chính Blinken là người lên án, và chính Blinken đã đưa ra cái danh sách hãng xưởng mà Trung Quốc hãng nào đã cấu kết. Gần đây nhất theo vệ tinh cho biết, cách đây một ngày tin vừa nóng hổi, vừa thổi vừa ăn. Vệ tinh mới vừa chụp một cái chiến tàu Bắc Triều Tiên, Bắc Hàn. Người ta tình nghi đây là chiếc tàu vũ khí. Họ phải ghé ngang Trung Quốc trước khi đến đất nước Nga, cần tiếp tế trước khi đến nước Nga. Và một tập đoàn công ty của Trung Quốc yểm trợ cho cuốn vận chuyển vũ khí này. Rồi cái vấn đề khác mà chúng ta đang bận tâm, mà Mỹ cũng đang lên án, đó là vấn đề nhân quyền. Những cái người Di Ngô Nhĩ, những người Uyghur đang bị gần đây nhất tin tặc đã tấn công vào quốc phòng ở tại Tân Cương và lấy ra một cái hồ sơ mật. Trong hồ sơ mật này, Trung Quốc đã đàn áp và tra tấn 20 sinh viên đến chết, được công khai ra bên ngoài. Và quốc hội của Mỹ đã lên án hành động tàn bạo nhân quyền của Trung Quốc. Nói chung là ông Blinken, chuyến đi này rất là khó khăn cho ông, vì trước khi ông đến Trung Quốc thì cái mâu thuẫn giữa Mỹ và Trung Quốc nó càng ngày nó càng lên cao. Đặc biệt là cái gói trợ cấp của Hoa Kỳ, nó có 8 tỷ Mỹ Kim cho Đài Loan. Đây là cái đau nhức của Trung Quốc. Vậy khi căng thẳng như vậy, ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Mỹ đến Trung Quốc để làm gì? Đó, cái vai trò của ông Blinken thứ nhất là ngăn chặn Trung Quốc bắt tay với Nga. Bằng cách gì? Bằng cách thỏa thuận. Nếu anh không ngừng thì đây là cái danh sách mà chúng tôi sẽ trừng phạt. Chúng tôi đã có một cái danh sách cụ thể, tất cả tập đoàn, công ty, tư nhân và chính phủ của anh đã ban giao với Nga. Nếu anh không ngừng hành động này thì đây sẽ là một cái lệnh trừng phạt đớn đau cho anh. Đầu tiên nhất là ngăn chặn, vì ngày nào còn có Trung Quốc thì ngày đó Putin sẽ không hết tiền, thì ngày đó cuộc chiến tranh nó vẫn tiếp diễn. Nên là trước khi nhắm vào Putin là phải làm sao ngăn chặn cái đường tiếp tế. Thì đây là cách mà Mỹ đang muốn làm. Vấn đề thứ hai, Mỹ sẽ đưa trao đổi với Trung Quốc về vấn đề nhiều khác, đó là cái ban giao thương mại của hai quốc gia. Thì cái điều này Mỹ, nguyên nói thực tế là ông Blinken và chánh quyền của Joe Biden nhiều khi có phát biểu rất là cứng rắn, nhưng mà cách hành động nó không được đi đôi với lời nói. Thực tế là như vậy. Nhiều khi cách đây có vài ngày, các quý vị, bác Joe phát biểu rất là mạnh mẽ. Bác Joe lên án Trung Quốc, nói rằng là Trung Quốc là cái quốc gia gian lận thương mại. Trung Quốc có thể nói là sản xuất một cách bừa bãi, rồi túng ra thị trường bán với một cái giá rất là bèo, mà không cần biết lời lỗ, vì những đó là những không phải là của tư nhân, là cái hãng xưởng được yểm trợ từ chính phủ. Nên là cứ bán lỗ không sao, làm cho cái thị trường nó bị lỗ lạ. Và Trung Quốc cạnh tranh không có công bằng, mà Trung Quốc gian lận. Đây là lời của bác Joe mới cách đây 1-2 ngày, mấy bác ở Mỹ đã có nghe. Bác Joe mới nói một cách rất là mạnh miệng. Nhưng bác Joe không có kèm theo hành động để... Tại sao Nguyên nói, bác Joe nói thì nhiều khi nói hay lắm. Lời nói... điển hình nha. Không phải là Nguyên ghét bỏ bác Joe gì hết. Điển hình mà Nguyên nói điển hình cụ thể. Bác Joe cấm TikTok. Nhưng bác Joe sử dụng TikTok, bác Joe chơi là sao? Bác Joe sử dụng TikTok để quảng cáo, quảng bá bầu cử là sao? Một mặt thì ổng cấm, một mặt là ổng sử dụng. Thì các quý vị nghĩ coi cái người dân họ nghĩ ổng như thế nào? Các quý vị phải hiểu là người dân họ nghĩ ông như thế nào. Ông hơi quái, ông hơi lạ lạ. Nếu ông cấm TikTok thì ông phải có một cái hành động cứng rắn, chính bản thân ông không chơi TikTok. Ông đi dùng TikTok để quảng cáo, ông vô TikTok ông nhìn gái giống như Nguyên nhìn thì thôi rồi.
Đấy. Già còn ham hố nữa, ở TikTok có cái gì chơi? TikTok chỉ có nhìn gái nó muốn muốn nó nhảy nhảy thôi. Hay là những chuyện tào lao từ cười cười thôi. Đó. Thì tại sao Nguyên nói á, cái lời nói nó không đi đôi với hành động, mà nhiều khi cái hành động nó là ngược lại những lời nói. À, đó là Nguyên không thích những người như vậy cho lắm. Mình nói được thì mình làm được, không được thì thôi. Mình nhát gan thì mình nói mình nhát gan, đúng không? Chứ đừng nói đi một đường mà làm một nẻo, khổ lắm. Cũng giống như là Nguyên nói đơn giản nha. Đừng nói chi là Tổng thống Joe, ông Olaf cũng vậy, Thủ tướng Đức cũng vậy, mới đi qua Trung Quốc cách đây đâu có lâu đâu. Mới đây thôi, một tháng mấy thôi. Nguyên đưa tin mà. Qua bên Trung Quốc có nói cái gì đâu. Ôi Trung Quốc tuyệt vời, Trung Quốc tuyệt vời. Ôi trời ơi, cuối cùng đi ra để kêu Trung Quốc tách rời ra khỏi Nga, thất bại y chề. Và bây giờ nước Đức mới phanh phui ra cái đường dây. Cái ông mà đang làm đại diện ứng cử viên cho Quốc hội châu Âu là người Đức, là tình báo của Trung Quốc, là tình báo gián điệp của Trung Quốc bị bắt. Ngày hôm nay ông Olaf phải nhảy đông đỏng lên và nói cái giọng điệu là cái quốc gia đang xâm nhập vào chính trị của chúng ta, những quốc gia này sẽ phải trả giá. Không dám nêu tên của Trung Quốc mà trả giá cái gì? Mới cách đây một tháng thôi, ca ngợi Trung Quốc lên tính chừng mây. Vì lợi ích, và nhiều khi họ quên lợi ích với lý tưởng, nó là một sự cần thiết phải có một cái ranh giới. Vì quá lợi ích với Trung Quốc, họ bị mù các cái vị, họ không thấy rõ được cái khuôn mặt thực tế của Trung Quốc. À, có nhiều người nói hôm qua trong diễn đàn với bác nói người dân trên thế giới thì không thích chánh phủ Trung Quốc, nhưng chánh phủ thì thích Trung Quốc. Đúng, hoàn toàn đúng luôn. Thí dụ là dân Campuchia không thích người Trung Hoa, không thích chánh phủ Trung Hoa, nhưng mà chánh phủ Campuchia thì khoái Trung Hoa, vì đơn giản là Trung Quốc họ cho tiền, họ cho một người lãnh tụ là đủ. Trung Quốc chỉ có đút tiền, đút xong mà cái gì mua chuộc không bằng được bằng tiền, thì Trung Quốc sẽ cho nhiều tiền. Nhiều tiền không được là rất là nhiều tiền, đút đầy miệng ông Hun Sen là xong. Chỉ cần đút lót một người là mọi sự việc Hun Sen sẽ lo dân hết. Nên là cái điều Trung Quốc chuyên gia làm như vậy, Trung Quốc nhắm vào một người, đặc biệt là nhà lãnh tụ, những quan chức cao cấp, và Trung Quốc hối lộ. Trung Quốc hối lộ, dân thì ghét nhưng mà chánh phủ thì khoái, vì chánh phủ có tiền, có thảy 1 tỷ đô có vui không? À, anh muốn cái gì cũng được hết. Thì Trung Quốc làm như vậy, nó không phải là một quốc gia, không phải làm ở tại Á Châu, không làm ở tại châu Âu và tại châu Mỹ. Gián điệp của Trung Quốc ở tại Mỹ đầy, nghẹt đường luôn, nghẹt đường luôn. Nên là tại sao Nguyên phải nói một cái điều, chúng ta biết cái tầm đe dọa ngày hôm nay Trung Quốc đe dọa. Tất nhiên cái gì nó cũng có con dao hai lưỡi. Trung Quốc đã gặp một cái sự trắc trở rất là lớn. Việt Nam mình khỏi nói. Việt Nam mình khỏi nói. Cho Nguyên nhắc lại cái vấn đề Việt Nam một chút xíu nha. Bác Vương Đình Huệ hiện bây giờ chưa có rước đại. Các quý vị còn nhớ cái tin đồn là ổng giả bộ ổng bị bệnh mà chờ Trung Quốc cứu không? Sau đó có một cái phái đoàn của Trung Quốc đến Việt Nam. Các quý vị biết cái điều đó là điều gì không? Và ngày hôm nay Vương Đình Huệ chưa rớt đài. Nói chung, Nguyên không nói cái điều đó thì mấy bác Red Bull sẽ không bao giờ hài lòng. Mà chứ chánh trị của Việt Nam chúng ta, trong Quốc hội Việt Nam, trong cái bộ máy chánh trị, Trung Quốc xâm nhập ít nhất là 35%. Ít nhất là 35%. 35% đều làm gián điệp cho Trung Quốc hết. Nguyên nói cái câu này là không ai tin đâu, bảo đảm với các quý vị. Không ai tin, mà Nguyên nói là khoảng 30%, 35% đều làm gián điệp cho Trung Quốc hết. 35% là ít đó. À, làm gián điệp cho Trung Quốc hết. Lãnh lương của Trung Quốc hết. Lãnh lương của Trung Quốc hết. Thôi 89 thì hơi nhiều quá các quý vị. Thôi mất nước mất đất rồi. 89 thì còn gì để đất nước Việt nữa. À, ít vậy á. À, Nguyên nghĩ là khoảng 35 thôi, các 35. Chứ các vị làm với 89. 89 thì còn gì là chủ quyền của đất nước nữa. 89 thì còn là chủ quyền của đất nước. Thì chúng em cảm ơn Mạnh Thường Quân đến từ Đài Loan, mến thương nha. 70 hả? À, Nguyên không nghĩ nhiều như vậy đâu. À, Nguyên cũng mong là đừng có nhiều như vậy.
Nguyên cũng mong đừng có nhiều như vậy các quý vị nha. Nguyên rất là lo lắng cái điều đó. Nguyên biết là gián điệp của Trung Quốc nó gài đặt ở Việt Nam rất là nhiều. Và những cái người đó được được làm việc với cái đường lối của Trung Quốc, với cái tiền Trung Quốc gửi cho họ, hối lộ cho họ, thì đó là nguyên chắc. Vì không phải chỉ có Việt Nam mình đâu, nước nào Trung Quốc cũng làm tương tự như vậy. Úc Châu nè, hỏi mấy bác Úc Châu đi, ngày xưa ở Trung Quốc welcome, bây giờ nó xâm nhập, nó bỏ tiền vô, nó mua chuộc mấy ông dân biểu địa phương đó, nó mua chuộc từ 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 từ, bây giờ sợ Úc Châu, bây giờ nghe nói là Trung Quốc là chạy dài luôn. Đó là cách xâm nhập và tránh trị. Việt Nam chúng ta thì sẽ bị xâm nhập nhiều hơn so với những quốc gia khác, vì nó dễ mua chuộc, vì đất nước, bản chất đất nước chúng ta là đất nước tham nhũng rồi, nên là mua chuộc, đầu tư tiền bạc, nói chuyện rất là dễ dàng đối với Trung Quốc, nắm chính trị Việt Nam trong tay. Nên thế này, hôm nay cái chuyến đi của ông Blinken nó cực kỳ là quan trọng. Nguyên nói thật thì Nguyên cái sự quan trọng, nhưng mà Nguyên biết rằng á là với cái chính quyền Joe, với cái khả năng của ông Blinken không giải quyết được vấn đề gì hết. Nguyên nói thẳng luôn các quý vị luôn, chuyến đi của Mỹ này đi về công cốc thôi, thực tế luôn, không giải quyết được cái gì. Bởi vì Trung Quốc trước khi ông Blinken đi là họ Trung Quốc đã lên án này. Trung Quốc cho rằng là châu Âu đang tạo ra cái bản tin giả về tình báo gián điệp và đang nhắm vào Trung Quốc. Khi lúc đó Trung Quốc không bao giờ làm điều đó. Làm sao Trung Quốc dám thừa nhận được? Làm sao Trung Quốc dám thừa nhận tình báo khi lúc đó người ta bắt có bằng chứng cụ thể? Người ta bắt có bằng chứng cụ thể. Nhưng mà Mỹ biết cái điều đó, các quý vị. Nên là Mỹ đã có những cái hành động cụ thể sau đây. Mỹ ngày hôm nay thì là hàng không mẫu hạm của Mỹ đã ghé Thái Lan nha. Đã lâu rồi hàng không mẫu hạm của Mỹ đã không ghé Thái Lan. Đây là hàng không mẫu hạm của Mỹ đã ghé Thái Lan. Mỹ đã bắt đầu là đem cái bệ phóng hỏa tiễn về Tacoma đó đến Philippines. Đó, Tomahawk, xin lỗi, Tomahawk đến Philippines. Mỹ đang cố gắng tối đa để muốn nói với Trung Quốc rằng dù tôi có bận bịu ở tại Trung Đông, dù tôi phải lo lắng cho Ukraine, nhưng chúng tôi vẫn hiện diện ở đây. Mỹ muốn gửi thông điệp cho Trung Quốc rằng là chúng tôi vẫn hiện diện ở đây, chúng tôi chưa có đi đâu đâu, chúng tôi bận đó, đúng, chúng tôi bận ở Trung Đông bảo vệ cho Thái, chúng tôi bận yểm trợ cho Ukraine, nhưng lực lượng chúng tôi vẫn đủ để yểm trợ đồng minh ở ở Á Châu này. Các anh đừng có lợi dụng thời cơ mà làm bậy. Mỹ ngày hôm nay hàng không mẫu hạm của Mỹ đã đến Thái Lan. Rồi Mỹ điều động hệ thống phóng hỏa tiễn Tomahawk đến Philippines để củng cố cho Phi. Thì các vị biết là cỡ này Mỹ sẽ sắp sửa xây 4 căn cứ quân sự tổng cộng ở tại Phi. Vì tình trạng ở tại Á Châu chúng ta ở trong một cái giai đoạn khá là nguy hiểm. Cái tầm đe dọa chiến tranh ở khu vực nó chưa bao giờ ngừng, đặc biệt là giai đoạn gần đây. Nên là Mỹ có đánh giá là Bắc Triều Tiên đã có những cái hành động nào đó, nên là Mỹ bắt đầu lo lắng. Nên Mỹ bắt đầu đã điều động nhiều khí tài quân sự để yểm trợ cái sườn đồng minh hơn. Nên là đây là cái vấn đề mà Mỹ đang yểm trợ ở tại Phi. Vì Phi và Trung Quốc cỡ này căng thẳng dữ lắm. Cỡ này căng thẳng đụng hoài à, nguyên là đụng hoài à. Đụng hoài à. Và bây giờ thì cái cuốn chuyến đi của ông Blinken á, đối với Nguyên, trong Nguyên khẳng định nó sẽ không giải quyết được vấn đề. Nó không giải quyết được vấn đề. Trung Quốc sẽ không buông bỏ Nga. Trung Quốc sẽ không buông bỏ Nga. Và cái điều đó là cái điều đáng tiếc. Thực tế là Trung Quốc không buông bỏ Nga. Đó là cái điều đáng tiếc. Nếu Trung Quốc quay lưng lại với Nga thì sẽ có nhiều cái câu chuyện kịch bản cho Nga te tu lắm. Nhưng mà Nguyên biết với cái sự tham vọng của ông Tập Cận Bình sẽ không buông bỏ Nga. Ổng sẽ không buông bỏ Nga. Và ổng sẽ ngược lại đối đầu trực tiếp với Hoa Kỳ nếu Hoa Kỳ muốn. Vì Trung Quốc đang đánh giá về tình hình bầu cử tại Mỹ trong cái giai đoạn này, biết là Mỹ sẽ không làm được gì hết. Mỹ sẽ không cách nào làm được cái gì Trung Quốc trong giai đoạn này hết, vì chính trị của Mỹ còn đang lục đục. Nên là tất cả Trung Quốc sẽ kéo dài thời gian mà viện trợ cho Nga, yểm trợ cho Iran hoành hành ở tại Biển Đông đến cái nhiệm kỳ của vị tổng thống kế tiếp. Nên là đáng tiếc là đối với Nguyên, cái chuyến đi của Blinken cũng giống như không, mà Nguyên nghĩ là đợt này để cho Mỹ cũng biết là nói chuyện kiểu mà bang giao
và thỏa thuận kiểu này với Trung Quốc nó không có phù hợp, không có phù hợp. Đó là một cái khía cạnh để chúng ta nhìn thấy rõ được là tình hình của thế giới, Trung Quốc nó đứng một cái vai trò lớn như thế nào. Và Trung Quốc đang là người thủ phạm đứng đằng sau lưng. Các quý vị cũng biết là Mỹ biết điều đó. Mỹ chưa bao giờ thấy cái tầm đe dọa nào ngoài Trung Quốc cả hết. Mỹ không coi Nga là cái tầm đe dọa nữa. Cái người mà tầm đe dọa duy nhất của Hoa Kỳ ngày hôm nay chính là Trung Quốc. Người Mỹ và chính phủ Mỹ thừa biết điều đó. Thừa biết điều đó. Nhưng cái khổ của Mỹ là bị lệ thuộc về nền kinh tế của Trung Quốc quá lâu. Và người Mỹ cũng vậy thôi. Trời ơi, đâu phải Mỹ nào cũng ý thức. Mỹ toàn là mua đồ là made in China không. Đi vô siêu thị market của Mỹ đi. 90% là made in China rồi. Mà Mỹ cũng mua đồ China không à. Nó rẻ. Nói chung là do ý thức của người Mỹ nữa. Do cái sự lệ thuộc bang giao và kinh tế giữa Mỹ và Trung Quốc nó quá sâu đậm. Và người dân Mỹ bây giờ nó quá quen thuộc với cái đồ bèo, đồ rẻ rồi. Nó thực tế các quý vị thấy mà người Mỹ nó đồ rất là hiệu không? Nhưng mà cái số lượng mà người Mỹ sử dụng đồ đó đó, của đồ marketing của Mỹ nó không có nhiều. 300 triệu dân của Mỹ á, phần lớn nguyên nói là xài đồ made in China không? Made in China không? À, nên là bây giờ mấy ông Mỹ đó, mấy ông đầu tiên nhất là mấy ông phải cải làm sao cho người dân Mỹ có ý thức xài đồ made in của Mỹ. Chứ mà Nguyên thấy Mỹ đen là made in China không à. Thiệt. Thiệt má. Hỏi người Mỹ đi chứ phải là Nguyên nói xạo gì đâu. À, hỏi người Mỹ đi chứ phần lớn là sơ thị của Mỹ lật quần áo, lật đồ đạc ra là toàn made in China, made in China không. Kiếm đồ made in của Mỹ nó còn hơi khó đó. Vậy làm sao cắt đứt bang giao kinh tế với Mỹ được? Làm sao lật kèo Mỹ được? Đầu tiên nhất các ổng phải tự cắt kinh tế, thay đổi cái thị trường, đa dạng quá cái thị trường mình đã. Bắt tay với những quốc gia khác, bớt lệ thuộc về kinh tế của Trung Quốc thì quả mai mới cắt đôi được Trung Quốc. Còn bây giờ mấy ổng vẫn bang giao tốt đẹp như vậy, hàng hóa nó vẫn ao ao. À, cứ ao ao vì sao cắt đôi với Trung Quốc được? Trời ơi. Nên Nguyên nói cái chiến lược của Mỹ nó rất là khó. Nhưng mà nói đây thì cho Nguyên phân tích như thế này nữa nè. Từ lúc mà Trung Quốc đã công khai cái bản đồ chính lưỡi của Trung Quốc, chúng ta biết là kêu là chính đoạn đó, mà chúng ta người Việt Nam mà kêu là cái lưỡi bò đó, cái lưỡi bò nó cũng giống cái lưỡi bò thiệt. Thì từ lúc đó thì cái sự hung hăng của Trung Quốc ở khu vực nó đã dẫn đến cái sự leo thang ở khu vực mà nó được xung đột với là Philippines nè, với Nhật Bản nè, với Nam Hàn nè, với Việt Nam nè. Việt Nam chúng ta thì không có lên tiếng nhưng chúng ta cũng có xung đột. Thì nhờ cái hành động hung hăng của Trung Quốc nó đã dẫn đến cái sự đoàn kết của Nhật Bản và Nam Hàn. Các quý vị cũng biết là cái lịch sử của Nhật Bản và Nam Hàn nó không bao giờ là một cái lịch sử tốt hết. Người Nam Hàn thực tế họ cũng không ưa gì người Nhật. Vì Nhật đã đô hộ Nam Hàn một thời gian rất là dài trong lịch sử. Nên là hai cái quốc gia nó có cái nét văn hóa giống nhau, giống như đến Nam Hàn và Nhật Bản á, nó có nhiều cái nét văn hóa giống nhau. Và người Nam Hàn họ cũng không thích người Nhật. Nhưng là bởi vì cái bối cảnh sự lớn mạnh của Trung Quốc, sự uy hiếp của Trung Quốc nó đã dẫn đến hai quốc gia này lại xích gần lại nhau. Nam Hàn và Nhật Bản đang xích gần lại nhau tối đa luôn. Để bảo vệ lẫn nhau. Khi đó mình có kẻ địch chung, tôi với anh có khiềm khích. Nhưng mà ok, kẻ địch đã đáng sợ hơn. Và tôi với anh bắt tay để bảo vệ lẫn nhau. Rồi chúng ta thấy Phi. Phi bây giờ đóng một cái vai trò rất là lớn là liên minh ở khu vực. Phi đang kêu gọi Việt Nam, Phi bắt tay với Úc Châu, Phi bắt tay với Canada, Phi bắt tay với nhiều quốc gia châu Âu để tạo ra một cái liên minh ở khu vực. Vì cái sự hành động kêu là tham lam của Trung Quốc nó đã dẫn đến một cái sự việc phán kháng của Trung Quốc và nhìn rõ được cái khuôn mặt của Trung Quốc nhiều hơn. Và thế giới mới nhìn thấy rõ được là Trung Quốc là một cái quốc gia bành trướng. Chứ từ đó tới giờ họ nhìn Trung Quốc dễ thương lắm. Ngọ ái nị, nị ái ngọ. Văn hóa của Trung Quốc tuyệt vời. Khổng Tử những câu ca ngôn tục ngữ, lễ độ lễ phép. Ú, Trung Quốc hay quá, Trung Quốc tuyệt vời quá. Trung Quốc xóa đói giảm nghèo, Trung Quốc đã giúp đỡ người trên thế giới nhiều quá. Họ chỉ nhìn được một bề mặt, một sự thật. Khi họ nhìn thấy rõ được con người của chính phủ Trung Quốc, họ mới bắt đầu lo. Và từ đó là từ đâu ra? Từ cái sự tham vọng của Trung Quốc, cái lưỡi bò. Nó xảy ra một cái sự gây hấn với những quốc gia láng giềng. Thì người ta nói, à thì anh là con người như vậy.
Thì anh là người như vậy. Phi gọi Việt Nam mà Việt Nam có dám đâu. Trời ông Việt Nam mình mà có dám. Trời đã nói rồi. Việt Nam mình không dám nhắc tới Trung Quốc. Cái gì mà kêu là đối kháng, cái gì đó hai Trung Quốc thôi. Việt Nam mình không. Việt Nam mình không. Phi là kêu gọi Trung Quốc thì nhiều lần lắm rồi. Vì nó có một cái sự kêu là cái sự cùng một cái quan điểm là bảo vệ chủ quyền. Nhưng mà chính phủ Việt Nam mình là 4-0 mà. Không bên này đóng bên kia, không bên nọ mà không gì hết trơn á. Mình chỉ có chống chống thế lực thù địch ở nước ngoài Mỹ thôi, còn cái khác là không hết. Toàn là tàu lạ với tàu này tàu kia, không dám nêu cái chữ Trung Quốc đâu. Đó. Nhiều khi Nguyên muốn hỏi với bác Red Bull đó, tại sao chúng ta không dám nhắc cái chữ Trung Quốc mà chúng ta phải nhắc cái chữ tàu lạ. Ngộ vậy. Mình biết là tàu Trung Quốc đó, tàu hải quan của Trung Quốc có hình ảnh luôn. Nhưng mà mình nói trên đài là phải tàu lạ nha. Tàu lạ. Tàu lạ nha. Khổ thiệt. Thì để nói là chính phủ Việt Nam không dám, người dân Việt Nam chúng ta không ưa chính phủ Trung Quốc. Trong máu chúng ta đã nói tích về Nguyên đó là có rất là nhiều người em mà Nguyên quen khi dọc đường Nguyên đi đó, họ là cộng sản cặt đó, ba cộng sản.